缘披发独行，未尝惊艳尘。淡然看世事似浮云，随风去无痕。何妨花气集人，愿凭天指引，任由过去事再莫寻，留情意不惹恨。醉酒狂歌一剑落光，何愁路寒侵鬓。人生百感轻舟掠过，万里白雪洗我心。细数于若行云，朱海呀，朱海。Hả? Chú câu cá hả? Cho cháu hỏi thăm trước. Chú hỏi cái gì? Tôi lãng tài lắm, giờ mà nói lớn một chút đi. Chú Hai à, cháu muốn hỏi thăm chú, có thấy chiếc thuyền bên kia không? Chiếc thuyền gì? Chiếc thuyền thật là lớn, có cắm nhiều cờ màu, thường đậu bên kia kìa. À, chú đến muộn rồi. Vừa rồi có một trận gió xoáy, nhận nó chìm tốt với biển rồi. Chìm rồi à? Vậy còn ba con gái? Nghĩ lại thật là rùng rợn. Chiều hôm đó cả một bầu trời mù mịt, tiếp theo một trận gió xoáy đùa lên bờ biển, cả chiếc thuyền cũng cuốn lên trời rồi rớt xuống tiêu tan hết rồi. Chú ơi, ba con gái đâu bây giờ ra sao? Thuyền đã nát mấy người làm sao sống được, không chừng cá mập nuốt hết rồi cũng chừng. Chết rồi. Dung Dung, Hồng Tụ, Điềm Nhi, thật không ngờ chẳng còn dịp gặp lại các em. Và Ngọc Dễ Kiếm, người bạn khó tìm, nếu họ đã qua đời, tôi ở lại còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Đại ca, sở đại ca. Anh làm bộ tự tử đó mà. Sở đại ca làm em hết hồn mà, tưởng đâu anh nhảy xuống chưa. Em chưa chết thì tội gì tự tử. Hồng Tụ, Điềm Nhi còn bị em gạt sao anh nhìn ra. Em Dung à, nghề cải trang của em đã đến mức tuyệt đỉnh, nhưng dù có cao siêu đến đâu vẫn có những chỗ sơ sót. Ví dụ nha, thân thể con gái thì có mùi thơm rất đặc biệt. Có phải lỗ mũi anh? Mũi của anh giàu không thính mấy, nhưng anh cũng có thể phân biệt con gái và ông già. Em có nhớ anh bắt tay em hồi nãy không? Em thật sơ ý, em quên Hương Soái Hào Hoa Phong Nhã này rất nhạy bén với thiếu nữ mà. À đúng rồi, chiếc thuyền đâu em? Sao dưới núi. Không, Tổ Diễm Nhi đâu? Đang khải đàn. Điềm Nhi. Sở đại ca, về hồi nào đó? Anh có phá đám không? Sở đại ca, đây là Vả Công Tử, đây là sở đại ca mà em nhắc hoài. Hân hạnh, hân hạnh. Nghe tiếng của đại ca từ lâu, nay mới có dịp gặp, hân hạnh. Sở đại ca, hai em... Điềm Nhi, có gì em cứ nói, anh sẵn sàng giúp đỡ cho. Em muốn cưới Điềm Nhi làm vợ, mong anh không phản đối. Việc này thì
Điềm Nhi, anh thì việc gì cũng đồng ý hết, nhưng riêng về hôn nhân này thì anh phản đối đó. Sao anh phản đối? Bộ không muốn cho em hạnh phúc sao? Ấy, chính vì hạnh phúc của em anh mới phản đối đó chứ. Chẳng lẽ gả em cho công tử sẽ có hạnh phúc sao? Nếu muốn lấy chồng thì phải chọn nam nhi nào vai rộng lưng thắt chứ. Thôi đừng có đóng tuồng nữa, Sở đại ca đã biết tẩy hết rồi. Thì ra anh đã biết nãy giờ. Mình quá trang giỏi như vậy mà anh còn nhìn ra nữa. Mình có thể qua mặt mọi người, nhưng làm sao qua mặt được đại ca, phải không? Đã biết vậy rồi còn làm bộ làm gì nữa? Mấy em muốn biết trong lòng của Sở đại ca còn nhớ đến chúng em không? Trong đời của anh những người đáng ghi nhớ không bao nhiêu. Rất may mấy em là ba trong số đó. Thành thật mà nói, dẫn các em mấy tháng nay không ai chơi cờ với anh. Sở đại ca dẫn chúng em đi chứ. Cho đi theo mới được. Có biết đàn ông sợ loại gái nào nhất không? Đàn ông sợ nhất là loại gái ngu xuẩn. Các em có biết loại gái nào ngu xuẩn nhất không? Loại gái ngu xuẩn nhất là mấy đứa hay theo con trai đàn ông đó. Ghẹo tụi em phải không? Ấy, anh không phải nói mấy em, bởi vì anh biết mấy em rất thông minh, cho nên cuối cùng không được theo, phải không? Thông minh lắm. Sở đại ca bao lâu mới trở về? Đường từ đây lên Trịch Bộ Sơn ít nhất cũng phải 4-5 ngày. Trong vòng một tháng mình trở về đây đi. Kỳ trước cũng có về một lúc là đi. Đi mãi đến 3-4 tháng. Lời nói của Sở đại ca không có thể nào tin tưởng được. Bộ em rành đàn ông lắm sao? Bây giờ anh thề đi, hứa trong vòng một tháng mới về cho ta. Ê, đừng mày đặt thề thốt làm chi. Chỉ có con gái ngu ngốc mới tin lời thề của đàn ông thôi. Nhưng mà các em... Các em là con gái rất thông minh, vậy thì anh khỏi thề. Biết vậy là tốt lắm. Nè, anh sẽ trở về lập tức, đừng có đi chơi lung tung nha. Thôi đừng có lấp ló làm gì nữa, ra đi. Làm gì cứ theo anh to to hoài vậy? Đừng có nói tụi em theo anh, chỉ là tình cờ tụi em cũng qua bển mà. Bộ các em cũng định đi Trịch Bộ Sơn sao hả? Tại tụi em không muốn làm con gái ngu xuẩn mà. Lần này kể như anh thua rồi. Nhưng các em có quen biết họ không? Chỉ có những con gái ngu xuẩn nhất mới chịu ở nhà mà bỏ lỡ cơ hội làm quen với hầu hiệp danh nam Tả Kinh Hầu đó. Đúng rồi, Sở đại ca là bạn của chúng ta, ta cũng có thể dựa vào đó mà làm quen với Tả Kinh Hầu chứ gì. Con gái của Tả Kinh Hầu duyên dáng và tài nghệ, em muốn qua coi mặt một chút. Hơn nữa Trịch Bộ Sơn Trang là nổi tiếng ở Giang Nam, không những đẹp đẽ mà còn rất nhiều cỏ cây quý lạ, ai mà không muốn tới đó thăm. Đừng diện lý lẽ lung tung nữa, đã tới đây rồi thôi mình đi. Nè, đừng nói người ta theo đuôi anh. Xin lỗi cô nương,
Đồ thường thôi, không có thì ăn gì. Khoe nhà hàng sang nhất xứ này, món nào cũng không có. Xin lỗi, đồ này ở đâu kiếm mà có chứ. Vậy có món gì? Thì ở đây nổi tiếng nhất là nấu canh chua, thịt bò muối, tép xào lăng, đó. Thôi được rồi, món nào ngon nhất đem đây. Mấy thứ lặng làm sao ăn hết được. Nói vậy, sợ ta không đủ tiền trả phải không? Được, được. Vậy thì lẹ lên đi. Vậy thôi, được, cứ vô đóng bảo họ nấu liền cho cô. Nè, khoan dạ, đã. Dạ. Cho ta bình rượu ngon nhất. Dạ, dạ, cô chờ chút. Một mình ăn mà kêu cả đống, thiệt là phí của trời. Chắc là sợ tiền xài không hết sao mà. Điệp Nhi, em đừng nói chuyện người ta nữa. Coi bộ đại ca thích cô gái đó rồi chứ gì. Em đoán sai rồi. Anh chỉ thích cái kiếm trong tay cổ thôi. Cái kiếm trong tay cổ là cái mực ngọc bảo kiếm đó. Mực ngọc bảo kiếm? Cây kiếm của Công Tôn Đại Nương nhà Đường phải không? Đúng. Đỗ Phổ có câu thơ khen kiếm rằng: người xưng gái đẹp Công Tôn Thị, múa kiếm chiều xuống rộn tứ phương, người xem như núi im phăng phắc, loan loát đường gươm chói hào quang. Xưa nay cây kiếm này là của quý trong cung điện, thật không ngờ nó lại lọt ra đây. Tiếc thật, lại nằm trong tay bà Hăng Năng nữa rồi. Cô nương, ăn uống một mình không cảm thấy buồn sao? Tôi có thể cùng uống với cô không? Tôi không ăn uống chung với những kẻ thô kệch, nhưng lại cho mình là hào hoa phong nhã đâu. Đúng. Vậy thì tôi với cô có quan điểm thật là giống nhau. Tôi không hào hoa mà cũng không phong nhã nữa. Còn thô kệch hay không thì chưa nghe ai nói tới. Mời cô đây. Ngon quá. Rượu gì ngon quá. Cô nương, cô không uống bỏ uổng lắm. Sao ngồi lì ở đó? Không, tôi có một việc muốn hỏi cô nương. Cái bữa kiếm này cô lấy được ở đâu vậy? Cái bữa kiếm này tại sao phải nói cho ông nghe? Bữa kiếm này là một cây kiếm rất quý giá. Tôi vừa biết. Vậy có thể cho tôi xin mượn coi một chút được không? Kiếm này chỉ để cho người sành nghề coi thôi. Ông chưa đủ tư cách. Vậy sao? Vậy thì cô nương quá đủ tư cách. Dĩ nhiên. Vậy mà tôi không thể nào nhìn ra cô nương là một tay kiếm khách lỗi lạc. Không biết cô nương thuộc môn phái nào kìa. Chuyện đó ông không cần biết. Cô nương, giang hồ nhiều sóng gió, cô hãy ráng giữ cây bữa kiếm này nhé. Ông đừng nhiều chuyện. Tôi lặn lội trên giang hồ bao nhiêu năm, việc gì mà tôi không biết chứ. Đúng là tốt bụng bị trời đánh. Người ta không ưa mà giác mặt tới hoài. Thật không ngờ Sở Hương Soái tiếng tâm lẫy lừng mà còn bị chọc quê nữa. Xin lỗi ha, sao? Xin lỗi, đụng gãy bên thường bây giờ. Dạ, xin lỗi con đưa có sao không? Dạ, xin lỗi, dạ. Nhà kiếm pháp gì mà bảo kiếm, bị người ta lấy mất tiêu. Ơ, kia kiếm mất rồi. Sở đại ca, cái này đúng là ông trời trả báo phải không? Bửu kiếm. Đưa đây. Người ta lấy lại giùm cho, không nghe một tiếng cảm ơn nào hết trơn á. Tại ổng nhiều chuyện, tôi có bảo ổng đâu. Sở đại ca kỳ này tốt bụng mà bị người ta chơi xỏ nữa. Cô nương, tôi muốn nói vài câu, không hiểu cô có thích nghe không. Võ công của cô nương chưa xứng đáng dùng cây bửu kiếm này đâu. Vậy ông xứng chắc. Tôi biết ông đã theo dõi cây kiếm này từ lâu. Không chừng hai tên hồi nãy là đồng bọn của ông đó. Nè, sao ăn nói ngang quá vậy? Thôi được, mong gặp lại cô nương sao. Ai thèm gặp cái bản mặt của ông. Sở đại ca, mình phải chuẩn bị quà để tặng người ta chứ. Không cần mấy cô lo đâu, tôi đã chuẩn bị một món quà thật đặc biệt để tặng cho anh ấy rồi. Qua bên đây, mày qua bên đây. Dạ, bên này đây. Cô nương, sao tình cờ quá vậy? Xin lỗi, có phòng khác không? Tôi không ở phòng này. Ở đây chỉ có quán trọ của tôi thôi. Chỉ có quán ông thôi à?
Tôi đã nói trong vòng mấy mươi dặm chỉ có quán của tôi thôi. Giả lại trời tối rồi xin cô nương... Thôi được rồi. Dạ, vậy tôi khoa nước cho cô nương rửa mặt nha. À, cô nương, tôi với cô cũng có duyên quá chứ. Hả? Ai có duyên với ông? Nè, coi chừng mất cây bảo kiếm nữa đó nha. Chị có nghe voi chết thì cặp ngà đó không? Có nghe chứ. Họ nói voi chỉ có cặp ngà quý giá nên bị thiên hạ săn đuổi. Ồ, hình như mình gặp dây cái phải không? Mấy chị, tôi đâu phải nói chị. Coi chừng giống con voi cái bị người ta rút ngà đó. Con ơi, sao mình khổ vậy vậy con? Xin hỏi tại sao họ lại khóc đau khổ vậy? Dạ, bà má này làm việc ở đây, chồng của bà bị chết sớm, chỉ có hai mẹ con, mà bà lại chọn con bà làm vợ. Hà bá là cái gì vậy? Hà bá không phải là người, là thần thánh đó. Thần cũng muốn cưới vợ nữa à? Như vậy, bà 4 tháng trước ở đây bị ngập lụt trôi hết 10 mấy người. Tiếp theo đó có một ông đạo trưởng đi ngang đây nói là Hà bá hễ nổi cơn lên rồi sẽ cho nước ngập cả làng này đó. Như vậy chúng tôi sẽ bị chết hết. Cho nên chúng tôi mà nhà góp lại 5 đồng tiền để mua đồ cúng tế cho ổng lại đích thân chọn con gái của má này để làm vợ của Hà bá. Đúng là một mưu mô gạt gẫm. Đừng nói vậy, ổng nổi giận lỡ rồi cái ổng dân nước ngập hết trơn cái làng này nữa à. Má ơi, con không đi đường chết, con không đi nữa má ơi. Trời ơi, tội nghiệp con tôi quá. Hay là mẹ con mình chết chung cho rồi. Bác à, về việc này bác đừng lo nữa, để tụi cháu... Nè, việc này không cần ông xía vô. Bác gái à, bác đừng có sợ hãi. Có chuyện gì để cháu lo giùm cho. Thiệt là cô gái hào hiệp mà nhưng chẳng biết tự lượng sức mình chút nào. Đúng rồi, coi chừng Hà bá bắt làm vợ luôn đó. Cô nương à, chuyện này không chừng có nguy hiểm đó. Tôi biết tự lo dù cho nguy hiểm, cô không cần ông xía vô. À, ông nào cứu giúp tôi rước cô dâu đây. Đi. Má là má, đi là má mà đi bắt gặp ai nào má biết lại chỗ lại chẳng đẹp ta bà má. Rước dâu rồi, vậy thì bây giờ đã không còn nước ngập nữa, các chị an tâm. Xin yên lặng, các chị phụ lão bây giờ mình yên vô sự rồi. Về nhà đi, về đi. Em lắm rồi đại ca. Dạ, đại đại ca. Dạ, họ về nhà hết rồi, họ về hết, không còn ai. Tiền đồ hết trơn rồi. Dạ, có này, có này, 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 một phối đầy nè, trắng tươi nè, đã. Dạ, nhiều lắm, mà không à. Dạ, cảm ơn đại ca. Dạ, cảm ơn đại ca. Dạ, dạ, đi nhậu mày. Đi nhậu, nhậu, nhậu. Nè, chồng đi lẹ đi. Dạ, 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 đại ca. Đại ca cứ làm ăn từ từ nha ông. Đừng nghe. Thôi về, về, về đi. Dạ, về, về. Đại ca.
dân làng này nó ngu hay sức, nói cái gì nó cũng nghe hết ráo không? Nếu biết họ ngu như vậy thì mỗi nhà phải lấy 10 lạng. Nè, phần của mày đây. À, nếu nói Hà Bá mà cần đến ba con vợ thì tao mày cũng chia được một đứa chứ không ít đâu. Đúng rồi. À, bây giờ có muộn đâu. Đại ca làm xong rồi tới tao à. Còn khuya là tao trước rồi tới mày nè. Không biết xấu hổ. Tao hỏi người, cô gái đâu? Tôi không biết. Dạ. Người có biết không? Dạ. Lấy cái lưỡi đó ra sẽ có đường đi xuống. Một thằng vô liêm sĩ, ta chặt đầu ngươi để cảnh cáo kẻ gian ác. Tay nghề còn non còn nít mà dám giết ta, đâu có được. Muốn qua đây làm vợ ta phải không? Trời ơi, sao đẹp gì nè, sao người có diễm phúc quá vậy? Ta có diễm phúc kìa. Trời ơi, người đẹp sao mà duyên dáng gì nè, để mời người đẹp uống chút rượu nghe. Nè, chờ chút đó nghe, ta đi lấy rượu để uống nghe. Trời ơi, đẹp quá. Nè, người đẹp uống đi, không ngờ đạo trưởng lại có phước cái tên này. Nè, uống đi. Trời ơi, cà má đói, không ngờ tối nay tính hưởng một co nhạc được hai co hưởng một lượt. Trời ơi, chúng ta mà hưởng cậu vậy. Sau này cô muốn làm tầm bậy đó, nhớ khóa cửa lại nghe chưa. Nhưng mà chắc tôi sẽ không có lần thứ hai gì nữa đâu. Lo chuyện người ta có lúc phải như vậy đó. Nè, ông vua lương tâm, sở đại ca dân làng đang đợi trên kia kìa. Nếu biết cô vong ân bộ nghĩa như vậy, tôi đã không cứu cô rồi. Thì chết mà ông cứu. Ủa? Để hắn ông hiếp tôi, anh hùng có chỗ nào đâu chứ. Ủa, cô quên là cô đã nói gì rồi à? Cô nói dù có nguy hiểm đến đâu á, cô cũng không cần tôi xía vô cái mà. Ồ, mà tôi không hiểu tại sao tôi lại nhiều chuyện thế này. Nếu không như vậy thì tôi đã được coi ông đạo trưởng hát rồi. Sở đại ca làm chuyện đứng đắn đi. À, con ơi. Con. Cái đám tụi này nè. Đây số tiền đây bà con nhận lại đi. Dạ, đừng cái gì đó nữa nha. Cảm ơn. Tôi đi nha. Chạy đó kia. Sao chưa thấy Trương Nhân Y tới? Thưa lão gia, đã có người đi rước Trương Nhân Y rồi. Nội trong ngày nay thế nào ông cũng tới. Trước không bệnh, sao không bệnh lại bệnh trong giờ phút ăn nghèo này, làm sao ta yên tâm được chứ? Hãy canh gác thật chặt chẽ, các chúng nên hết sức cẩn thận. Ta biết rằng họ thường sử dụng những thủ đoạn đê tiện, nên nhớ không được một chút sơ sót. Các chúng nên tỉnh táo đó. Yêu chí đại lão gia, chúng tôi đã hết sức cảnh giác rồi. Thưa thầy, không hiểu con tôi bị bệnh gì vậy? Thưa ông, bệnh của con gái ông tôi chưa từng thấy. Chưa tìm ra à? Xin lỗi ông, tôi khám đi khám lại tôi vẫn chưa biết bệnh gì hết à. Cả ngày nói là cả ngày danh đi xứ này, con coi bệnh gì tìm không ra sao? Vậy có tư cách gì? Có tư cách gì để hành nghề của người chứ? Trả lời đi, trả lời cho ta biết đi. Chờ. Con thấy thế sao? Cha đừng trách thầy thuốc, vì con mắc căn bệnh quái lạ. Họ đã hết sức tận tâm. Con yên tâm, cha đã cho người lên kinh đô mời thầy thuốc giỏi nhất để trị bệnh cho con đó. Ông ta là thần y Trương Giảng Trai đó con à. Cha, bệnh của con dù qua đà có sống lại cũng không thể. Con đừng nói bậy. Con nhất định sẽ hết bệnh. Lão gia,
có người khiêng quà đến tặng. Tặng quà cho ta? Dạ. Ba cô đợi một chút, lão gia tôi sẽ ra liền. Cung chúc tạ nhị gia phước như biển rộng, họ như núi cao, mỗi ngày đều mạnh khỏe và sung sướng. Dạ cảm ơn, cảm ơn ba vị. Chủ nhân chúng tôi biết ngày nay là sinh nhật của tả nhị gia, bảo chúng tôi mang quà đến tặng, mong nhị gia vui lòng nhận lấy. Chủ nhân của quý vị là? Chủ nhân chúng tôi có dặn không được nói tên họ bừa bãi. Nhị gia chỉ cần khui cái thùng ra thì có thể biết chủ nhân của chúng tôi. Nhị gia hãy cẩn thận nha. Ôi, thì ra là sợ lưu hương. Tả nhị gia, chúng ta đã không gặp mặt lâu lắm rồi. Đây là tả nhị ca của anh đó. Và còn đây để anh xin giới thiệu. Ôi, giới thiệu? Ba vị đây là bạn thân của đệ phải không hả? Tôi là Lý Hồng Tụ. Tô Dung Dung. Tống Điềm Nhi hân hạnh gặp tả nhị gia. Ê, đừng gọi ta là tả nhị gia. Ta và Hương Soi là anh em kết nghĩa, cứ gọi ta là tả nhị ca. Tả nhị gia. Hôm nay là sinh nhật của nhị ca, sao lạnh té thế này? Để đâu có biết. Hôm nay là sinh nhật ngũ tuần của huynh. Huynh đã gửi thơ cho anh em trên giang hồ. Anh không tính ăn mừng. Chỉ vì chú lâu nay đi đây đi đó nên không nhắn tin được đó thôi. Bộ tả nhị ca có chuyện gì buồn sao? Không có gì. Nhưng sự thật, nếu tả nhị ca coi đệ như là bạn thân thì cho phép đệ cùng lo lắng. Huynh nói cho đệ biết, nhưng đệ không được nhúng tay vào. Được. Ba ngày sau huynh sẽ đấu với Tiết Nhân Y tại đồ Nhãn Lý. Xin hỏi phải Tiết đệ hiệp là thiên hạ đệ nhất kiếm phải không? Không sai. Hồi nãy các em mang quà đến cho huynh, lại tưởng họ đến đây ám hại huynh, cho nên huynh mới hơi nghi ngờ. Trước đây em chưa từng nghe tả nhị ca và Tiết Y Nhân có chuyện xích mích với nhau, nên chúng tôi và họ Tiết có oán thù lâu đời. Chúng tôi đã đấu nhau mấy đời người rồi, chỉ có tôi là người muốn thắng trận. Người xưa có oán thù gì họ cũng đã quên hết rồi chú ơi. Sao trước đây không hề nghe nhị ca nhắc đến chuyện này? Đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Hơn nữa tôi không muốn người ta hiểu lầm là Hương Soái đến đây để giúp cho tôi đó. Không nên oán thù anh à? Tại sao anh không hòa giải với Tiết Y Nhân? Không thể được. Hai nhà phải có một nhà bị tiêu diệt, hoặc hắn chết hoặc là tôi. Tiết Y Nhân nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất kiếm, kiếm pháp nhất định phải lỗi lạc lắm. Và tả nhị ca cũng là một tay kiếm pháp, hai con cọp đấu với nhau nhất định sẽ có một con bị thương. Tả nhị ca, còn Minh Châu, mặc dù anh đã đánh nhiều trận, nhưng kỳ này anh không dám tự tin, cho nên anh đã gả cháu cho công tử ở tại Vạn Hoa Trang. Sau khi có chồng làm dâu nhà họ Hoàng, dù anh xảy ra chuyện gì, cháu cũng đã có nơi. Sao không gặp tả cô nương vậy hả anh? Còn mấy ngày nữa đám cưới, nhưng cháu Đồng Ngọc Lâm bệnh rất trầm trọng. Tôi rất khổ sở vì việc này. Tả nhị gia, Lưu Văn Y đã tới. Mời vào. Xin mời. Mời. Trương đại phu thật là may mắn. Đây là Sơ Soái, Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điềm Nhi. À, thì ra là Hương Soái và các cô tiếng tăm vang dội. Hân hạnh, hân hạnh. Nếu cháu đoán không lầm thì hình như bác đây là thần y Trương Giảng Trai, đã từng cứu sống cả 100.000 người. Rất hân hạnh. À, Hương Soái rất biết xa hiểu rộng, lão phu xin cảm phục. À, Trương đại phu, cho tôi mạn phép thưa đại phu, cháu bệnh rất nặng, mời đại phu vào trong khám giùm. Được. Mời.
bệnh cháu thế nào? Để ra ngoài nói chuyện. Bệnh của cháu đại phu thấy thế nào? Hãy tha thứ cho lão, vì không thể nào tìm ra bệnh quái lạ này. Trương đại phu, có biết thuộc loại bệnh nào không? Bệnh của tạ cô nương tôi chưa từng thấy bao giờ. Tim đập rất chậm, hơi thở yếu ớt, có thể rất nguy hiểm lắm đó. Bao giờ tim đập rất chậm, hơi thở yếu ớt, có thể rất nguy hiểm lắm đó. Không thể được, không giúp giúp tôi. Ấy, tôi trị bệnh không có cần tiền đâu, dù có chia nửa gia tài, nhưng lời của tôi vẫn không thay đổi. Đừng có năn nỉ nữa. Tả Nhi ca sốt ruột vì con gái, mong đại phu thứ lỗi. Trương đại phu, ông hãy tìm cách đi, hãy đang cứu sống cho nó. Ông là thần y, trên giang hồ ai cũng biết ông. Ông cố gắng cứu giùm cháu, tôi xin cảm ơn ông nhiều mà. Trương đại phu, xin vui lòng giúp giùm. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, còn tôi tin không bao giờ có chuyện đó hết. Sở đại ca à, để chị Hồng Tụ thử xem. Ừ, Điềm Nhi, trước mặt Trương đại phu không được ăn nói như vậy. Ấy, cô nương đừng có nói như vậy. Lão phu cũng từng nghe tiếng tâm của cô nương lâu rồi. Việc cứu người quan trọng hơn. Mình cũng không nên nghĩ đến chuyện lặt vặt đó làm chi. Đầu óc tôi thật là bối rối. Lý cô nương hãy ráng khu giùm cháu đi chứ. Được, em cứ thử coi. Sao em? Tôi cũng không tìm ra căn bệnh của tả cô nương nữa. Lý cô nương hãy ráng khu giùm nó. Không còn cách nào sao? Bây giờ chỉ có cách là tạm thời dùng viên thuốc này kéo dài sự sống của tả cô nương rồi mới tính sao. Một viên thôi sao? Hiện tôi có một viên, ngày mai tôi đi mua thuốc làm thêm vài viên để tả cô nương dùng tiếp. Bệnh tình của tả cô nương trầm trầm lắm hay sao? Em cũng không rõ lắm. Xem mạch thì dường như không có bệnh gì, nhưng nhịp tim và hơi thở thật là yếu ớt đó. Huynh khoan thất vọng đã, con nhà Phước Đức chắc cũng được tai qua nạn khỏi đó. Tả Kinh Hầu tôi suốt đời chưa làm ác, đến giờ phút này phải lo lắng trăm chiều. Hôm nay là ngày sinh nhật của nhị ca, ta không nên buồn quá nhiều. Nè, mời nhị ca uống tiếp. Nhị ca, nhị ca còn nhớ không? Hồi đó hai mình uống rượu với nhau, ta thường ngâm thơ của Lý Bạch. Để thích nhất hai câu: đời người phải uống khi đắc ý, chớ để ly không ngắm trăng sao. Còn anh thì... Ngựa thiên lý, đao tròn lông, bảo đem thêm rượu rồi uống tiếp, cùng nhau quên hết chuyện thế nhân. Đúng, đúng. Vô. Trong đời huynh có ba việc rất hài lòng, đệ cũng biết không? Tất nhiên là em muốn. Chuyện thứ nhất, anh đã có những người bạn như Sở Lưu Hương. Anh thà chịu mất một tay chứ không chịu mất một người bạn như đệ đâu. Thật không ngờ kẻ hèn như đệ mà cũng được huynh quý nữa. Chuyện thứ hai là anh có đối thủ ghê gớm nhất trên đời, là đệ như kiếm khách Thiết Y Nhân. Em thấy chuyện này có gì đáng để bận lòng đâu. Thiết Y Nhân tiếng tâm lừng lẫy, không biết bao nhiêu cao thủ đã chết dưới lưỡi gươm của hắn, nhưng anh lại có thể sống sung sướng tới ngày nay, để coi có đáng mừng hay không chứ. Vậy còn chuyện thứ ba? Là anh có đứa con gái rất thông minh, rất hiền lành, kính trọng cha mẹ. Chị Hồng.
Hầu đi mua thuốc lâu sao chưa thấy về kìa. Tiệm thuốc cách đây bao xa? Cũng gần thôi, đáng lẽ một tiếng đồng hồ là về tới nhà. Chị Hầu đi đã mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Hai chú cho người đi kiếm cô Hầu lập tức. Dạ. Chờ. Chờ con không thể ở lại với cha. Không. Con à, thầy thuốc nói con khỏi mà. Cha, con sợ nếu con chết đi. Con à, con nói muốn đi diễn kinh đâu. Để hết bệnh rồi ba đưa con đi nha. Hả? Con sợ không có ngày đó. Cha, con có mệnh hệ nào mà chết đi. Cha đừng buồn nha. Minh Châu, không đâu, con sẽ khỏi. Nhị lão gia, chúng con tìm khắp nơi không thấy cô nương đâu hết. Vậy cô đi đâu kìa? Lão gia, ông chủ tiệm thuốc nói sáng nay có người nhà họ Tiết, người đó có hỏi ông Sở Hương Soái có đến nhà chúng ta không. Việc này rất có thể Lý cô nương chắc bị họ bắt. Thật là tiểu nhân, hắn xuyên cũng ta ra cũng người. Tưởng đâu tôi nhờ đệ đến tiếp tay, tôi có người vậy sao? Tôi đi tìm hắn. Tả Nhi ca, không nên hấp tấp vậy. Lý cô nương vì con tôi mà bị bắt, tôi phải đi tìm hắn. Anh nhất định là họ sao? Nhất định. Nếu không phải thì sao? Đệ không muốn thêm quán thù nữa, huynh để đệ đi thì hơn. Chú đi. Dạ. Chú là bạn tôi, sợ không tiện. Thần kiếm Sơn Trang tiếng đồn vang dội, em cũng muốn đến thăm một lần cho biết.